Đây lông mày của em nè, cái sợi nó rất là nhạt, nó mảnh. Em nghiêng qua về phía đuôi nè, mọi người thấy là nó sẽ không có cái đuôi lông mày nhạt lắm. Đó, mà nam thì cái sự mạnh mẽ đó nó sẽ nằm ở trên cái cung lông mày. Chị sẽ làm theo sợi chứ không có phun mảng như nữ. Sẽ làm theo từng sợi cho em nó sẽ đẹp. Ôi, mừng ghê trời. Mừng quá. Bắt đầu xăm đó mọi người. Đang xăm á mà không thấy mông cầm nói gì hết là chứ có nghĩa là không có đau rồi. Không có đau rồi đâu. Hỏi cái máy xăm. Không có đau hả cầm? Có đau gì không? Đi đâu? Đi đi ba. Đi rồi, không rồi. Không có đau gì đâu. Xăm riết là ghiền luôn á mông cầm. Mốt là lần sau á nếu mà có quay trở lại xăm cái chỗ khác cho bà. Thôi khỏi. Quán quân của KBC quốc tế. Dạ quán quân luôn hả chị? Quán quân KBC quốc tế. Là về xăm đồ đó hả chị ha? Giải tháng 10 2023. Quá tuyệt vời. Hôm nay bà may mắn lắm á, bà mới được quán quân xăm cho đó. À, quán quân quốc tế. Thì nãy giờ chị Xuân Trà Xanh á, chị coi clip thì chị có gửi cho hơn chừng 500 nữa. Hồi nãy Hương Trần có bắn 1.800.000 cho quán quân rồi. Dạ, trả dạ. Cái tiền mà xăm của Mông Cầm á, rồi chỉ đưa thêm 500. Thì chỉ dặn là bây giờ 500 này á là 300.000 chỉ bo cho quán quân xăm cho Mông Cầm. Tại vì xăm Mông Cầm rất là cực luôn. Thì bồi dưỡng 300.000 cho quán quân. Em cảm ơn chị Xuân Trà Xanh nha. Còn 200.000 thì để dành chỉ dặn là uống nước. Cảm ơn chị Xuân, cảm ơn nhà tài trợ nhiều lắm. Dạ, đây có chị chủ cảm này. Ơn, à. Cảm ơn nhà tài trợ đã tin tưởng Kim Tuyến, đã đưa chị Chức đến đây. Thì Kim Tuyến cũng không phụ lòng. Không phải gì Chức vậy. Bà này là bà một cầm mà. Dạ, cầm. Có nghĩa là còn kêu là cầm hủi á chị. À, lãng cho bà, bây giờ đại lên đi. Ủa, phải từ từ. Ủa, đưa tiền bo cho người ta tự nhiên mà cầm luôn. Trời trời. À, giờ thôi đưa cho chị chủ đi, có gì chị chủ thối hơn chừng là 200. Dạ, để em cầm giùm, tại vì khi đeo bao tay là kháng khuẩn rồi sẽ không có cầm tiền được. Dạ. Á, thì em sẽ cầm thế cho quán quân. Dạ, dạ thì cũng sẽ không phụ lòng mọi người. Em sẽ cố gắng làm cho chị Mông Cầm đẹp nhất có thể. Và quy trình làm của em là bảo hành được 3 năm. Có nghĩa là trong sau khi làm rồi á mà ví dụ chân mày có nhạt hay chỗ xanh chỗ đỏ để thì đâu sẽ làm bảo hành miễn phí. Miễn phí 3 năm cho chị cầm nhé. Mọi người cứ yên tâm. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Dạ. Để ta đi, còn tiếng rỗi nữa lâu rồi, lắm. Em cảm ơn chị Xuân Trà Xanh nha, đã tặng donut cho cái em trai xăm cho Mông Cầm á, 300.000. Cũng cảm ơn chị đã 200.000 cho tụi em uống cà phê. Dạ. Còn đi Mông Cầm không ngoan, chị đừng tài trợ nữa chị ơi. Bà xăm cảm ơn mọi người, cảm ơn chị Xuân Trà Xanh. Chưa có nghe tên và cũng chưa gặp mặt nhưng mà nghĩ là chị cũng rất là tuyệt vời để chị đã tài trợ cho chị em phụ nữ luôn đẹp. Chắc là sau này Kim Tuyến cũng sẽ đồng hành với chị Xuân, cũng sẽ có những cái phần quà dành cho mọi người. Ví dụ như giờ là Kim Tuyến đang giảm từ 2.500.000 xuống 1.800.000, nhưng mà chắc sau này sẽ còn giảm thêm nữa để đồng hành với chị Xuân và đồng hành với mọi người để cho chị em phụ nữ mình được thêm xinh đẹp. Rồi quá tốt rồi. Cảm ơn chị. Nếu mà có chương trình vậy á thì chị em phụ nữ ai mà làm đẹp mà chưa có khả năng á thì mình đến mình làm đẹp với nhau. Đúng rồi, có nghĩa là chị Kim Tuyến mà cùng với lại các chị giống như chị Xuân Trà Xanh vậy. Chị Xuân hỗ trợ được thì Kim Tuyến hỗ trợ được thôi. Dạ, chị em mình cùng hỗ trợ để chị em phụ nữ cùng đẹp. Em có câu hỏi này chị. Dạ. Ví dụ như mà bây giờ người ta rất là nhiều người phụ nữ mà muốn làm đẹp lắm. Ừ. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh nào đó người ta không có tiền thì chị có hỗ trợ giống như góp hay là trả nhỏ hay là sao không? Có được chứ chị sẵn sàng hết. Có nghĩa là mọi người cứ chia sẻ cái mong muốn của mình và cái hoàn cảnh của mình. Tùy theo cấp độ chị Tuyến có thể làm free hoặc là có thể làm lấy một số tiền nhỏ để mà hỗ trợ cho cộng tác viên hoặc là cho các bạn nhân viên hoặc là mực thôi. Sẵn sàng dạ. Làm và đồng hành với mọi người. Tại vì chị Xuân Trà Xanh làm được thì Kim Tuyến phải làm được thôi. Phải là đồng hành với chị và đồng hành với tất cả mọi người. Dạ, rồi em cảm ơn chị. Nhưng mà người có hoàn cảnh thật sự Kim Tuyến sẽ luôn. Bà này á, em giới thiệu sơ sơ về cái hoàn cảnh của bà. Bà là ba đời chồng, năm đứa con. Rồi xong rồi bán giấy số, quen với ông gì lụm xe chai. Tối nào á, chị biết sao không? Đi ngủ với ổng là phải mỗi lần trả cho ổng 500.000. Chị thấy đau đớn nào bà. Bây giờ làm đẹp lại thì ổng mới thấy vậy bà đẹp. Thì mỗi lần đi ngủ vậy đó, ổng mới bo ngược lại 500.000. Đó, mình đẹp thì mình có quyền chảnh lên. Còn bây giờ hôm bữa bà xấu thì bà, đúng không? Mày
á, đi tối thơm nhiều lên đây. Sau 1 tiếng rưỡi thì khi nào chị Hồng Cầm sẽ đẹp, có điểm nhấn trên mặt. Đúng rồi, người mà không có điểm nhấn, bây giờ nhìn cái khuôn mặt bà không có điểm gì nhấn á, chỉ thấy cái lưỡi nó lè ra với lại cái môi bà hớp vô rồi chưa thấy ha. Đó cười xanh xanh ấy được cầu vài. Trời trời. Nhưng mà chị Tuyến cũng muốn cái camera quay ngược lại em, chị Tuyến cũng muốn tài trợ cái cặp lông mày của em kìa. Trời ơi, chị ta chở lông mày cho em hả? Trời ơi. Tại vì nam cũng cần phải có một cái điểm nhấn mạnh mẽ lông mày, và lông mày của em nó đẹp lắm, khung là cũng đẹp, sợi cũng đẹp, nhưng mà nó hơi bị nhạt và mỏng. Chị ta chở gì cho em thì cho em. Chị nói đi. Chị ta chở free cho em một cặp lông mày nam, sợi nam là 5 triệu, chị sẽ free cho em 100. Là có nghĩa là cái đó xăm hay phun hay thiêu hay là làm sao chị? Làm sợi cho em á, có nghĩa là thêu sợi, cái công nghệ mới bây giờ là hair drop, có nghĩa là làm từng sợi trên lông mày nó cuộn theo lông mày chứ nó không phải phun giống như chị Mộng Cầm này. Cái này là phun hạt nó thành một cái mảng, còn sợi hair drop là đi theo sợi lông mày thật của mình. Ví dụ như lông mày mình có như thế nào thì sẽ cuộn theo những sợi, nó nhạt thì sẽ cuộn theo nhạt cho cái lông mày mình nó có điểm nhấn nắp nét hơn và đẹp hơn. Thì chị nghĩ là sau khi làm xong em sẽ mạnh mẽ trên cái khuôn lông mặt hơn á. Là chị tài trợ cho em 100%, 100% luôn. Là 5 triệu sợi hair drop, 5 triệu cho nam. Rồi, có nghĩa là sẵn hôm nay chị cũng sẽ, có nghĩa là cái này là cái chị đang suy nghĩ nó mới thôi, chị chưa bao giờ làm, nhưng mà chị thấy mọi người đang tài trợ với nhau tuyệt vời quá, sẵn chị tài trợ cho em luôn. Trời ơi. Em như xếp lịch làm. Trời ơi. Trời ơi, cảm ơn chị lắm nha. Ôi chắc phải làm quá mọi người ơi, chị tài trợ. Để hơn chừng quay kỹ lại cho mọi người xem là cái kiểu đó giống như cái kiểu nào chị. Đúng rồi, chị sẽ lấy cho em xem những cái lông mày nam nha. Dạ, lông mày nam. Chị lấy ra. Ôi, hôm nay vui, niềm vui bất ngờ rồi mọi người. Bất ngờ, duyên. Cứ làm dạ. Như là duyên á. Cứ làm việc tốt đi rồi cuộc sống là nó sẽ tốt lên. Thấy thôi. Em trao giá trị cho mọi người nhiều quá, em bỏ thời gian của mình đi làm như vậy thì chị cũng sẽ trao giá trị cho em. Dạ. Chị coi thử rồi em. Đây sợi lông mày nam là như vậy. Dạ, lông mày nam là như vậy ha chị ha. Giống rồi. Như phun thiêu vậy ha. Đúng rồi, nó đi theo sợi theo cái sợi. Cái này phun hay là xăm hay cái sợi hair drop là công nghệ mới nhất á, đi từng sợi trên lông mày thật, đi rất là nhẹ nên nó ra từng sợi như vậy, mọi người sẽ thấy. Đi theo lông mày thật của mình á. Đó là sợi lông mày nam. Dạ, cái này là 5 triệu đó, chị tài trợ cho em á ha. Tài trợ cho em 5 triệu đó. Vì thấy em trao giá trị cho mọi người nhiều quá, chị cũng phải tặng phần quà cho em nha. Quá tuyệt vời, để Hân Trần quay lại cái khung ảnh của Hân Trần coi. Đây lông mày của em nè, cái sợi nó rất là nhạt, nó mảnh. Em nghiêng qua về phía đuôi nè, mọi người thấy là nó sẽ không có cái đuôi lông mày nhạt lắm. Đó, mà nam thì cái sự mạnh mẽ đó nó sẽ nằm ở trên cái cung lông mày. Chị sẽ làm theo sợi chứ không có phun mảng như nữ. Phải làm theo từng sợi cho em nó sẽ đẹp. Trời mừng ghê trời. Mừng quá. Làm đi xếp lịch rồi báo lịch với chị. Rồi wow, lát hồi em lấy số chị hả? Rồi có gì là nhắn tin cái lịch của em á, nhắn cho chị trước rồi chị xếp lịch cho em. Rồi chị sẽ tài trợ cho em cái khung lông mày. Nam sợi hair drop công nghệ chị mới. Chị Tuyến dễ thương quá trời luôn trời. Mới quen biết là tài trợ cái chương trình này là 5 triệu bạc đó mọi người ơi. Bởi vì mọi người đến ủng hộ thẩm mỹ quốc tế Kim Tuyến nha. Địa chỉ thì 30 Hoàng Hoa Thám. Gần chợ Hoàng Hoa Thám. Đối diện chợ Hoàng Hoa Thám luôn, địa chỉ rất là dễ tìm luôn. Đó, chị chủ rất là dễ thương này. Chị cũng mong muốn là mọi người cứ tận hưởng cái công nghệ mới nhất để mình được đẹp hơn và rạng ngời hơn. Tại sao mình không tận hưởng? Tại vì công nghệ mới nó giúp mình đẹp mà cũng không có đau, không có phải nghỉ dưỡng, không có gì hết. Nên chị muốn truyền tải công nghệ mới để mọi người cùng đẹp. Cái đó không kiên cử gì luôn rồi. Không kiên cử bình thường. Đúng rồi. Có bóc mài. Nó sẽ chốc mài dần dần theo 3 ngày đến 5 ngày tùy theo cơ địa. Thì nó sẽ mới làm xong thì sợi nó hơi đậm một chút xíu, sau cái bông ra nó sẽ nhạt và tự nhiên theo khuôn mặt của mình. Thì cũng không có ăn khe kiêng cử gì hết, chỉ trong mấy 4 tiếng đầu là kiêng nước. Ví dụ mình lỡ có nước vào thì mình sẽ dùng khăn giấy mình thấm cho nó khô, thật khô tuyệt đối là được rồi. Vậy thôi, nó hoàn là không có phải giống như ngày xưa là phải xăm nên chảy máu, nên phải kiêng rất là nhiều thứ. Còn bây giờ là công nghệ mới, hay rót không xăm, không sưng, không chảy máu, không kiêng cử gì hết. Rất là thoải mái. Mọi người cứ em trải nghiệm thử rồi em sẽ chia sẻ với tất cả mọi người để mọi người tận hưởng cái công nghệ mới nhất. Công nghệ mới nhất giờ luôn lắm, Hân Trần sẽ được tài trợ đó, hai cái bộ lông mày. Bây giờ á, nếu mà Hân Trần làm xong rồi á, không có ai nói là chân mày lợt nữa nha. Chân mày có rồi, em đi đâu chơi cũng nói chân mày em lợt hết.
Đúng rồi chị, tại chị nhìn tổng quan của khuôn mặt á, chị thấy em cái điểm nhấn á, nó cần phải nổi bật hơn ở chân mày, nên chị muốn hỗ trợ khuôn mặt em bây giờ lông mày là cần nhất nè. Đúng rồi, lông mày nó thể hiện cái tính cách của mọi người và cái quyền lực của mọi người là ở lông mày á. Nên mình làm như vậy thì cái tính cách và quyền lực của mình nó sẽ tốt hơn. Chị nghĩ là mạnh mẽ hơn ha chị. Đúng rồi, mạnh mẽ hơn. Đúng rồi, và nó cũng sẽ thành công nhiều hơn trong công việc á. Dạ. Tại vì nó cũng mang tính về về phong thủy một tí xíu. Phong thủy là đúng giống rồi. Như công việc là đúng sẽ rồi. Thay đổi cái gì nó cũng nó đổi tốt hơn, nó sẽ tốt hơn vì nó thể hiện được cái tính cách và sự mạnh mẽ của mình, thì công việc của mình nó tốt hơn. Wow. Rất là chị lý luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Chắc hơn chừng sẽ cố gắng nhắn tin sắp xếp lịch cũng đi làm một bộ chân mày. Công nghệ mới nhất bây giờ giá trị nó cũng khoảng 5 triệu. Đúng rồi, 5 triệu. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chúc chị thẩm mỹ viện quốc tế Kim Tiến ngày càng đắt khách, nhiều cái sự tin tưởng, rồi người này dắt thêm người kia, luôn luôn là nhiều khách hàng. Đó, chị cũng cảm ơn em, và hôm nay là chị rất là yêu quý mọi người đã có một cái chương trình để tài trợ mọi người. Chị không có nghĩ là mọi người tài trợ với nhau như vậy đâu. Chị làm nghề này 25 năm rồi, không nghĩ như vậy. Thấy như vậy thì chị sẽ đồng hành, đồng hành chung với mọi người luôn. Chị đồng hành chung với các chị và đồng hành với lại Hương Trần ạ. Dạ, đúng rồi, Hương Trần luôn. Nên sau này mà Hương Trần thấy chị em phụ nữ ai mà có nhu cầu làm đẹp, hoàn cảnh khó khăn thì cứ chia sẻ với chị Tuyến đồng hành với các chị ở kênh của mình. Dạ. Để cùng nhau chia sẻ, để cùng nhau đẹp. Chị có thể đọc cái số điện thoại chị hay là cái gì mình quảng cáo để cho người ta connect với chị. Số điện thoại của chị Tuyến cũng dễ nhớ lắm, 0918 636365. Là số gì chị Kim Tuyến, mọi người cứ thích thì cứ liên hệ trực tiếp với chị Tuyến, hoặc là trên Facebook là hình chị Kim Tuyến. Dạ. Kim Tuyến là một chuyên gia trang điểm trong top đầu thành phố Hồ Chí Minh, chị có 25 thâm niên trong nghề. Dạ. Và bắt đầu chị sẽ chuyển hướng qua cái phun xăm này nhiều hơn, vì con trai chị từ khi đạt quán quân còn yêu hơn nên chị... đây là con trai chị luôn con hả chị. Wow. Con là quán quân của KBT tháng 10 năm 2023. Nên chị sẽ không đào tạo trang điểm nữa mà chị quyết định đào tạo phun xăm, vì chị đã đào tạo thành công con của mình. Chị đào tạo trang điểm 25 năm rồi, mọi người có thể lên mạng tìm search là cô Kim Tuyến dạy trang điểm, mọi người sẽ thấy đầy đủ thông tin của chị. Đó là chị luôn là trao giá trị là cho mọi người có thêm một cái nghề và có thêm thu nhập rất là tốt. Đó, chị chuyên đào tạo trang điểm mà bắt đầu từ 2023 này chị chuyển qua đào tạo phun xăm. Vì con chị thành công với phun xăm, và nghề phun xăm này nó cũng có thêm thu nhập cho rất nhiều chị em phụ nữ, nhất là chị em bỉm sữa. Nếu mà chị em nào mà cảm thấy mà về tài chính hoặc thu nhập mình khó khăn, hoặc là mình tốt nghiệp đại học xong mà mình đi tìm việc làm nó chưa có phù hợp, thì có tìm đến chị sẽ chuyên tư vấn và mở lối cho mọi người có một cái việc làm tốt và thu nhập tốt hơn. Cảm ơn chị. Chị đọc lại cái số điện thoại lần nữa đi chị. Chị đọc lẹ quá, chị đọc chậm chậm thôi. Chị đọc chậm nha. Là số của chị là Vinaphone đó mọi người, là 0918. 0918. Đúng rồi. Rồi ở sau là 63, rồi 63 nữa, rồi tới 65. 63 63 65. Đúng rồi, rất là dễ nhớ lắm mọi người. Cứ nhớ là Vinaphone là 0918, xong đó 63 63 65. Mọi người có thể gọi điện với chị Tuyến và cần chị tư vấn và chia sẻ tất cả những gì về làm đẹp, hoặc là các bạn đã làm nghề rồi mà khó khăn trong nghề, chị cũng sẵn sàng trao giá trị cho các bạn. Và các bạn đang định hướng muốn tìm một cái nghề để có một cái thu nhập để mà ổn định, để tự động trong tài chính, thì chị cũng sẽ tư vấn cho các bạn, sẵn sàng mở những cái lớp học miễn phí cho các bạn để các bạn thử xem rằng mình có phù hợp hay không, có đam mê hay không, và có thể đi theo được hay không. Thì chị mở lớp miễn phí cho các bạn, để các bạn cảm thấy được thì các bạn bắt tay vào học. Và khi chị dạy thì chị sẽ truyền hết tất cả những cái gì mà đam mê của chị có được, và con trai chị sẽ đồng hành truyền hết cho mọi người. Chị đảm bảo đầu ra là các bạn sẽ làm được và kiếm tiền được giống chị. Ngày xưa chị cũng là một cô sinh viên nghèo, không có đồng nào trong tay hết, và chị cũng đã thành công với 25 năm nghề về làm đẹp này. Nên chị cũng đã thành công, và chị muốn chia sẻ mọi người là nghề nào cũng vậy, miễn có nghề là mình sẽ hạnh phúc và giàu có. Với cái nghề ruộng, ông bà cứ nói là ruộng bề bề, mà nghề trong tay. Dạ, chính xác. Cứ thêm một cái nghề đi rồi các bạn đúng sẽ rồi. Thấy hạnh một phúc cái nghề này. Giỏi còn hơn là trăm nghề nữa. Dạ. Đúng rồi, chị sẽ chia sẻ và sẽ truyền nghề cho các bạn, để các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mình có một cái nghề thật sự giỏi. Cảm ơn chị Kim Tiến nhiều lắm nha. Trời ơi, may mắn đến lộc tới đến Hơn Trần mọi người ơi. Vui quá rồi.
chị cũng lần đầu tiên gặp em mà thấy em bỏ cái thời gian mà đi trao giá trị cho mọi người như vậy, chị thấy hay quá. Tại sao chị chưa có trao giá trị được? Thật sự là chị làm nghề này hai mấy năm mà chị không có trao giá trị cho mọi người được nhiều. Nên khi thấy em trao giá trị xong rồi thấy chị Trà Xanh trao giá trị, cái chị cảm thấy áy náy. Nên mình phải làm được và phải giống như mọi người, phải đồng hành với mọi người như vậy, nên chị quyết định đồng hành. Chị đồng hành với mọi người. Quá tuyệt vời hai mọi người chị ha. Trà Xanh, chị cảm ơn chị Trà Xanh ạ. Xuân Trà Xanh chị cảm ơn chị Xuân Trà Xanh nhiều lắm luôn. Chị Xuân là người mà khởi trong tim Kim Tuyến lên nổi da gà luôn á, có nghĩa là mừng á, có nghĩa là mừng quá luôn á, thấy chị Xuân làm những điều tuyệt vời quá chừng luôn, mà mình là chuyên gia làm đẹp mà mình không có làm một điều gì nhỏ xíu được á, nên cảm thấy mình áy náy lắm, nên nói góp chị Xuân Trà Xanh sẽ làm, phải đồng hành với chị sẽ làm, chắc chắn là tuyệt sẽ vời. Làm nên chị Xuân có những cái chương trình gì mà cần Kim Tuyến đồng hành, chị Xuân cứ liên hệ trực tiếp với Kim Tuyến, Kim Tuyến sẽ cùng với chị đồng hành và trao giá trị hết cho tất cả mọi người luôn. Ngày nào còn khỏe là ngày đó còn đồng hành với mọi người. Quá tuyệt vời, cảm ơn chị nha. Một lần nữa em cảm ơn chị, cảm ơn Thẩm Mỹ Viện Quốc tế Kim Tuyến. Chúc Thẩm Mỹ Viện lúc nào cũng đắc khách hàng, được sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn em nhiều lắm luôn. Hai chị em bắt tay để cùng chia sẻ và trao giá trị làm đẹp cho tất cả chị em phụ nữ. Chị không có gì ngoài việc trao giá trị làm đẹp hết. Chị không có tiền, không có tài sản, chỉ có giá trị làm đẹp thôi. Quá tuyệt vời mọi người. Cảm ơn mọi người.